App VietJack hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Cô chào các em. Bài học ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn luyện giải các bài toán tính tuổi. Chúng mình lưu ý khi giải các bài toán tính tuổi như sau. Thứ nhất, hiệu số tuổi của hai người không thay đổi. Thứ hai, mỗi năm thì mỗi người sẽ tăng thêm 1 tuổi. Chúng mình cùng làm bài toán thứ nhất. Hiện nay, tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi. 5 năm trước, mẹ hơn con 24 tuổi. Tính tuổi mẹ, tuổi con hiện nay. Ở đây, bài toán đã cho biết hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con. Và cho biết 5 năm trước, mẹ hơn con 24 tuổi. Yêu cầu tính tuổi của mỗi người hiện nay. Thì chúng ta phân tích như sau. Bởi vì 5 năm trước mẹ hơn con 24 tuổi thì bây giờ mẹ cũng hơn con 24 tuổi. Vậy chúng ta nhận dạng đây là loại bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu, và chúng ta giải như sau. Đầu tiên cô sẽ khẳng định hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi, bởi vì hiệu số tuổi của hai người là không thay đổi. Biết hiệu số tuổi của mẹ và con là 24 tuổi, biết tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi thì ta sẽ tính tuổi của mỗi người hiện nay như sau. Đầu tiên cô tính tuổi mẹ hiện nay là 10 vì tuổi mẹ sẽ lớn hơn tuổi con cho nên sẽ dùng công thức ta lấy tổng của số tuổi là 48 cộng với hiệu của số tuổi là 24 rồi chia cho 2. Chúng ta nhận được kết quả là bao nhiêu? Chúng ta hãy tính trong ngoặc trước. 48 cộng 24 thì bằng 72. 72 chia 2 thì được 36. Vậy mẹ 36 tuổi. Tính tuổi con thì ta chỉ cần lấy tuổi mẹ trừ đi hiệu số tuổi của hai mẹ con thì được tuổi con, và trả lời tuổi con hiện nay là 36 trừ 24. Ba sáu trừ 24 thì kết quả là 12. Vậy con là 12 tuổi. Sau đó thì chúng ta ghi đáp số. Đáp số. Ta ghi mẹ là 36 tuổi. Mẹ 36 tuổi. Ta trả lời con 24 tuổi. Con 12 tuổi. Con 12 tuổi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm bài toán thứ hai. Bố hơn con 28 tuổi, biết rằng 3 năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 46 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay. Ở bài toán này thì lại cho biết hiện nay bố hơn con là 28 tuổi. Và lúc nào bố cũng hơn con 28 tuổi. Câu đầu tiên cho ta biết điều đó. 3 năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 46 tuổi. Vậy thì bài toán này ta sẽ đưa các số liệu tuổi đến thời điểm 3 năm nữa. Lúc đó thì tổng số tuổi của hai bố con đã biết, và ta cần xác định rằng 3 năm nữa thì hiệu số tuổi của hai bố con là bao nhiêu? Đó chính là vẫn là 28. Và ta trả lời 3 năm nữa bố vẫn hơn con là Bố vẫn hơn con 28 tuổi, tức là hiệu số tuổi của hai bố con là 28. Biết tổng số tuổi của hai bố con lúc 3 năm nữa là 46 thì ta sẽ tính được tuổi bố, tuổi con 3 năm nữa dựa vào bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Và ở đây cô sẽ tính tuổi của bố 3 năm nữa. 3 năm nữa bố có số tuổi là 3 lớn hơn con. Tuổi bố lớn hơn tuổi con cho nên ta sẽ tính theo công thức. Ta lấy tổng số tuổi của hai bố con là 46 cộng với hiệu số tuổi của hai bố con là 28 rồi chia cho 2. Ở đây ta cũng tính trong ngoặc trước, trong ngoặc bằng 74 chia cho 2 thì ta được 37. Bố 37 tuổi 3 năm nữa. Bởi vì bài toán hỏi là hiện nay thì tuổi mỗi người là bao nhiêu cho nên chúng ta đã biết bố 3 năm nữa là 37 tuổi. Chúng ta có thể trả lời luôn hiện nay bố có số tuổi là bằng cách ta lấy 37 trừ đi 3 và ta trả lời hiện nay bố có số tuổi là 37 trừ đi 3 bằng 37 trừ 3 thì bằng 34 tuổi. Tuổi bố hiện nay là 34 mà bố hơn con là 28 tuổi. Cho nên muốn tính tuổi con hiện nay thì ta lấy 34 trừ đi 28 và ta trả lời là hiện nay con có số tuổi là 34 trừ đi hiệu số tuổi của hai bố con là 28 thì ta được kết quả là 6 tuổi. Và đến đây thì chúng ta ghi đáp số. Ta ghi bố. Bố là 34 tuổi. Con ta trả lời là 6 tuổi. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang bài toán thứ 3. Hiện nay bố 31 tuổi, con 4 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Bài toán này thì chúng ta sẽ vẽ sơ đồ khi mà tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Lúc đó thì tuổi con sẽ tương ứng với 1 phần và tuổi bố sẽ tương ứng là 4 phần. Dựa vào điều đã biết của bài toán, chúng ta xem chúng ta có thể điền tiếp vào sơ đồ này dữ liệu nào. Ở đây ta biết bố 31 tuổi và con là 4 tuổi. Ở thời điểm hiện nay thì chúng ta sẽ tính được hiệu số tuổi của hai bố con lúc này và cái hiệu số tuổi đó nó không thay đổi theo thời gian. Lúc nào bố cũng hơn con bằng ấy tuổi. Ở đây trước hết chúng ta sẽ trả lời bố hơn con số tuổi là, hoặc là ta có thể viết là hiệu số tuổi của hai bố con là hiệu số tuổi lấy 31 cộng với 4 trừ đi 4. 31 trừ đi 4 bằng, ta làm phép trừ để ra hiệu, 31 trừ 4 thì thì bằng 27. 27 tuổi. Và ta điền thêm vào sơ đồ phía trên hiệu số tuổi của hai bố con. Lúc mà bố gấp 4 lần tuổi con cũng vẫn là 27 tuổi. Ở đây hiệu số này là 27 tuổi. Muốn trả lời được câu hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bố sẽ gấp 4 lần tuổi con thì chúng ta cần phải tính được tuổi bố hoặc là tuổi con ở cái thời điểm mà bố gấp 4 lần tuổi con. Nhìn vào sơ đồ thì chúng ta nhận dạng đây là dạng bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ. Chúng ta có thể tìm được tuổi của mỗi người. Tuy nhiên ta chỉ cần tìm tuổi của một người thôi. Ở đây cô sẽ chọn tính tuổi của con. Tuổi của con khi bố gấp 4 lần tuổi con. Tức là cái thời điểm mà nó xảy ra cái sơ đồ này. Ở đây ta lấy hiệu là 27 chia cho hiệu số phần bằng nhau 4 - 1 bằng nhân với số phần tương ứng của tuổi con là 1 bằng trong ngoặc là 3, 27 chia 3 thì bằng 9, 9 nhân 1 bằng 9, 9 tuổi. Bây giờ chúng ta lại đối chiếu với đề bài. Hiện nay con 4 tuổi, mà lúc đó là con 9 tuổi. Ta trả lời được sau số năm nữa thì tuổi bố gấp 4 lần tuổi con là sau 4 năm nữa. Sau số năm nữa tuổi bố thì tuổi bố cũng được, thì tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Là ta chỉ cần lấy thời điểm lúc đó là con 9 tuổi trừ đi hiện nay con 4 tuổi là ra 9 - 4 và kết quả là 5. Ở đây đơn vị là 5. Và cuối cùng thì chúng ta ghi đáp số 5 năm. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau làm bài toán thứ tư. Biết 1/2 số tuổi của Thanh 6 năm trước bằng 1/5 số tuổi của Thanh 6 năm sau. Tính tuổi của Thanh hiện nay. Bài toán này chúng ta cũng vẽ được mô hình, vẽ được sơ đồ minh họa tuổi của Thanh 6 năm trước và tuổi của Thanh 6 năm sau bằng những phần bằng nhau. Dựa vào điều đã biết, 1/2 số tuổi của Thanh 6 năm trước thì ta sẽ minh họa số tuổi của Thanh 6 năm trước là 2 phần. Thì 1/2 sẽ là 1 phần. Còn tuổi của Thanh 6 năm sau ta sẽ minh họa bằng 5 phần. 1/5 sẽ là 1 phần. Và rõ ràng là 1/2 số tuổi của Thanh 6 năm trước bằng 1/5 số tuổi của Thanh 6 năm sau. Ở đây chúng ta cần phải biết thêm một điều kiện nữa thì chúng ta sẽ tính được hoặc tuổi của Thanh 6 năm trước hoặc tuổi của Thanh 6 năm sau. Và từ đó chúng ta sẽ tính được tuổi của Thanh hiện nay. Vậy chúng ta suy nghĩ một dữ kiện là từ 6 năm trước đến 6 năm sau thì hiệu số tuổi của Thanh là bao nhiêu? Đó chính là 6 + 6 là khoảng cách 6 + 6 bằng 12 tuổi. Và ta trả lời câu đầu tiên Hiệu số tuổi của Thanh 6 năm trước và số tuổi của Thanh 6 năm sau là. Hiệu số tuổi trước và 6 năm sau là ta chỉ cần lấy 6 cộng 6, 6 cộng 6 bằng 12 tuổi. Và bây giờ ta điền thêm vào sơ đồ cái hiệu này là 12 tuổi. Đây lại là bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số. Đến đây ta sẽ tính tuổi của Thanh 6 năm trước và ta trả lời tuổi Thanh 6 năm trước là 12 chia cho hiệu số phần là 5 - 2, rồi nhân với số phần tương ứng của tuổi Thanh 6 năm trước là 2, và ta được kết quả là bao nhiêu? Ở trong ngoặc là 3. 12 chia 3 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 8 tuổi. Sáu năm trước thì Thanh 8 tuổi. Vậy bây giờ Thanh bao nhiêu tuổi? Chúng ta chỉ cần lấy 8 cộng 6. Ta trả lời tuổi Thanh hiện nay là 8 cộng 6 bằng 14 tuổi. Còn nếu bạn nào mà không tính tuổi của Thanh 6 năm trước mà tính tuổi của Thanh 6 năm sau, thì khi ta tính tuổi của Thanh hiện nay thì ta sẽ lấy tuổi của Thanh 6 năm sau, tức là 6 năm trong tương lai, sẽ trừ đi 6 thì ra tuổi của Thanh hiện nay. Có hai cách làm, bạn nào làm cách nào cũng được. Cuối cùng thì chúng ta ghi đáp số. Mười bốn tuổi. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang bài toán thứ 5. Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 72 tuổi. Tuổi bà gấp 5 lần tuổi cháu. Hỏi cách nay mấy năm tuổi bà gấp 9 lần tuổi cháu. Ở đây chúng ta sẽ vẽ sơ đồ tóm tắt. Ta vẽ sơ đồ tóm tắt cho hiện nay. Hiện nay tuổi bà gấp 5 lần tuổi cháu. Vậy tuổi bà sẽ tương ứng là 5 phần và tuổi cháu sẽ tương ứng là 1 phần. Biết tổng số tuổi của hai bà cháu hiện nay là 72 tuổi. Vậy nhìn vào sơ đồ này, chúng ta sẽ tính được tuổi bà hiện nay, tuổi cháu hiện nay. Khi bà gấp 9 lần tuổi cháu, chúng ta cũng minh họa tuổi bà bằng 9 phần và tuổi cháu là 1 phần. Muốn tính được cách nay bao nhiêu năm tuổi bà gấp 9 lần tuổi cháu, thì bởi vì từ trên ta đã tính được tuổi bà, tuổi cháu hiện nay, cho nên cái sơ đồ dưới ta chỉ cần tính được tuổi bà hoặc là tuổi cháu khi mà thời điểm tuổi bà gấp 9 lần tuổi cháu, thì chúng ta sẽ biết được cái khoảng thời gian cách nay là bao nhiêu. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ lần lượt giải quyết những vấn đề mà chúng ta có thể giải quyết được trước. Ở sơ đồ này chúng ta sẽ tiến hành đi tìm tuổi bà và tuổi cháu dựa vào bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ. Cô giải như sau. Đầu tiên cô sẽ tính là tuổi của cháu là ta sẽ lấy tổng là 72. Chia cho tổng số phần là 5 cộng 1. Nhân với số phần tương ứng của cháu là 1. Và kết quả thì chúng ta nhận được là ở trong ngoặc là 6. 72 chia 6 bằng 12. 12 nhân 1 bằng 12. Đơn vị là tuổi. Sau đó thì cô sẽ tính tuổi bà hiện nay. Muốn tính tuổi bà ta chỉ cần lấy tuổi cháu là 10. Ta chỉ cần lấy tổng số tuổi của hai bà cháu là 72. Trừ đi tuổi cháu là 12 thì bằng 60 tuổi. Đến đây ta sẽ tìm hiệu số tuổi của hai bà cháu. Các em lưu ý, khi giải bài toán tính tuổi, chúng ta thường hay sẽ tính hiệu số tuổi của hai người, bởi vì hiệu số tuổi của hai người là một đại lượng không thay đổi. Hiệu số tuổi của bà và cháu là 60 là bà trừ đi 12 là cháu thì được 48 tuổi. 48 tuổi. Ở đây ta sẽ điền vào sơ đồ này, hiệu chỗ này là 48 tuổi. Và nhìn vào sơ đồ thứ hai thì chúng ta cũng sẽ tính được tuổi của mỗi người. Tuy nhiên, ta chỉ cần tính tuổi của một người, ta sẽ trả lời được câu hỏi của bài toán. Để thuận tiện và tính nhanh đơn giản, ta sẽ tính tuổi của cháu. Cô trả lời tuổi của cháu khi tuổi bà gấp 9 lần tuổi cháu là, hoặc là ta cho trạng ngữ lên trên. Khi tuổi bà gấp 9 lần tuổi cháu thì tuổi cháu là Đây là bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số. Ta tính tuổi cháu bằng cách lấy hiệu là 48 chia cho hiệu số phần. Hiệu số phần ở đây là 9 trừ 1 rồi nhân với số phần tương ứng của cháu là 1 thì ta được kết quả là ở trong ngoặc là 9 trừ 1. Ở trong ngoặc 9 trừ 1 thì cô đứng 9 trừ 1 bằng 8, 48 chia cho 8 thì bằng 6, 6 nhân 1 bằng 6. 6 tuổi. Vậy bây giờ chúng ta cần phải so sánh này. Khi tuổi của bà gấp 9 lần tuổi của cháu thì cháu là 6 tuổi. Còn hiện nay ta tính ở trên, hiện nay cháu là 12 tuổi. Vậy ta đã trả lời được cách nay số 5 là cách đây hoặc là cách nay đều được. Cách nay số 5 tuổi bà gấp 9 lần tuổi cháu là Hiện nay là cháu 12 tuổi và lúc đó cháu 6 tuổi, vậy số 5 mà cách nay số 5 trở về trước là 12 trừ 6 thì bằng 6, đơn vị là 5. Và sau đó thì chúng ta ghi đáp số. Sáu năm. Các em thân mến, vậy là bài học ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau giải một số bài toán về tính tuổi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.